Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa và nhiễu động gió đông trên cao nên mưa đã xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiều điểm có mưa to đến rất to nên tình trạng sạt lở và ngập úng vùng trũng thấp tại một số nơi thì chưa được cải thiện. Dự báo do các hình thế gây mưa duy trì trong thời gian tới nên từ nay đến ngày 31 tháng 10 tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ nay 29 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 thì khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa phổ biến là từ 60 đến 120mm, có nơi trên 160mm. Từ ngày 29 tháng 10 đến hết 30 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Và cũng từ ngày 29 tháng 10 đến hết 30 tháng 10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 90mm. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến lũ trên các sông vẫn ở mức cao, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình thì lên mức báo động 1. Các sông ở Nam Quảng Bình lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông tại Nghệ An, hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh thì còn dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay thì cả hai vùng sẽ chỉ có mưa vài nơi. Ngày mai Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có ngày cuối tuần nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Phải sau 16 giờ chiều và tối mai ở Nam Bộ và Tây Nguyên mới có mưa rải rác. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc có lúc cấp 6, cấp 7. Ngoài ra mưa rào và dông diễn ra rải rác, tập trung tại khu vực phía Nam bao gồm quần đảo Trường Sa. Nguy cơ xảy ra tố lốc trong cơn dông. Tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên khu vực biển này. Như vậy, trong 24 giờ tới, mưa còn tiếp diễn trên diện rộng tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 29 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.